Sau máy bay C919 tự chế tạo, thì giờ đây Trung Quốc tiếp tục cho hạ thủy tàu du lịch cỡ lớn đầu tiên của mình. Adora Magic City đã rời bến ở Thượng Hải vào ngày 6 tháng 6 để bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển. Adora Magic City nặng 135.500 tấn, được đóng bởi Shanghai Weigaochao Shipbuilding công ty con của tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc. Con tàu đại diện cho một tiến bộ công nghệ quan trọng đối với Trung Quốc, theo South China Morning Post. Con tàu đã rời bến cảng hôm 6 tháng 6, sau gần 4 năm sản xuất, dài 323m này đã được hoàn thành hơn 90% sau khi được thả nổi vào cuối tuần trước và dự kiến được bàn giao vào cuối năm nay. Adora Magic City sẽ thực hiện hai chuyến đi thử nghiệm vào tháng 7 và tháng 8, Weigaochao xác nhận vào tuần trước. Trước đây, các tàu du lịch cỡ lớn hầu như chỉ được sản xuất ở châu Âu và toàn bộ chuỗi ngành đều nằm ở đó. Giờ đây, với chiếc tàu du lịch đầu tiên được sản xuất trong nước, các tổ chức khoa học ở Trung Quốc đã bắt đầu phát triển các phụ tùng của riêng chúng tôi, ông Yang Xin, phó trưởng phòng dự án tàu du lịch của Weigaochao, chia sẻ. Theo Trương Y Minh, giám đốc bộ phận thống kê tại Hiệp hội Công nghiệp đóng tàu quốc gia Trung Quốc, việc hoàn thành chiếc tàu du lịch hạng sang này cho thấy Trung Quốc có khả năng đóng tất cả loại tàu phức tạp có giá trị gia tăng cao. Dự án được khởi động vào năm 2015, khi một trong những công ty đóng tàu nhà nước của Trung Quốc hiện đã sáp nhập vào tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc, ký thỏa thuận với nhà điều hành du lịch Carnival. Con tàu mới xuất xưởng có sức chứa lên đến 5.246 hành khách và sẽ chạy trên các tuyến quốc tế dẫn đến Nhật Bản, Đông Nam Á. Hồi tháng trước, công ty cho biết đây sẽ là tàu du lịch đầu tiên trên thế giới cung cấp dịch vụ Internet 5 giờ và có cửa hàng miễn thuế lớn nhất. Được trang bị 20 xuồng cứu sinh, tàu du lịch này có khả năng sơ tán tất cả hành khách trong trường hợp khẩn cấp, theo CGTN. Tàu du lịch cỡ lớn, hầu hết do các nhà máy đóng tàu châu Âu chế tạo, được mệnh danh là một trong 3 viên ngọc trai trên vương miện của ngành đóng tàu. 2 viên còn lại là tàu sân bay và tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng. So với các loại phương tiện khác, tàu du lịch cỡ lớn là thách thức lớn bởi chúng đòi hỏi rất cao về mặt công nghệ, trong đó có việc kiểm soát tiếng ồn và độ rung lắc để mang lại trải nghiệm di chuyển thoải mái, an toàn và sang trọng cho hành khách, ông Trâm nói. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.